đang chơi em ạ. Thường như bóng ghê ta. Anh Tuấn Quân trẻ mà lại thích nghe dòng nhạc này. Hỏi anh Tuấn sinh năm bao nhiêu được không? Tại vì em thấy là anh Tuấn Quân trẻ mà lại thích nghe dòng nhạc này. Mà lại thích nghe dòng nhạc này. À bà gì? Dạ đúng rồi em ở Hà Tĩnh. Em khát nước quá. Anh ơi lấy cho em miếng nước được không? Trời ơi sao mình ngoan thế nhở? Mình không đi chơi với cây luôn. Chứ ai đi, chứ ga đi múc cho em miếng nước đi. Anh múc cho em miếng nước đi, em sẽ hát cho anh nghe chứ. Em khô cổ mất. 89 á? Ôi 89 á? Nhỏ hơn anh trai em 2 tuổi. Là bây giờ là 35 tuổi á? 35 tuổi anh? À, 35 tuổi thì nghe nhạc dòng nhạc này đúng rồi đấy. Mình được đúng không? Múc cho em một một ca nước không đã, nửa nóng nửa lạnh càng tốt, ấm ấm. Từng ngày giọt mồ hôi tôi biết thi bài này nè. Trời nghe bài này nhớ thời kỷ niệm học to quá. Thời văn nghệ toàn đi mùa bài này. Người thầy. Hello anh Kyle. Ra chờ một phút ra. Nhà mặt phố đi ra chờ có một phút cho nhíu. Cảm ơn anh Kyle. Sao mà lúc anh nói nửa tay nửa tá vậy? Tay thì ra tay mà tá ra tá luôn được không? Nửa tay nửa tá là nó bị loạn. Thế để em là văn nghệ trường á, thành ra là cứ mỗi lần nghe nhà giáo Việt Nam là em hát bài này không ạ? Làm em nhớ lại quá, làm em nhớ lại kỷ niệm ngày xưa quá. Ước gì mình được quay lại những ngày đấy, vô lo vô nghĩ. Em nghỉ mấy năm nữa hả? Em ra trường năm 2017 đến bây giờ. Em học đại học ra trường 2017 đến giờ. Cảm ơn anh Tiêu. Cảm ơn anh Tiêu nhiều ạ. Em hỏi anh thì nghe bài gì không thể anh trả lời. Em học đại học năm 2014, ra trường năm 2017 đến giờ. Là mấy năm rồi mọi người? 6 năm ạ. Sáu năm à, nhanh thế nhở? Nhưng bây giờ thất nghiệp rồi. Em đi dạy mấy năm mà giờ thất nghiệp á? Chara thầy vẫn đừng buồn vui. Hello mọi người mới vào room nhá, em chào anh sâu riêng ạ. Chào mọi người, em ra trường sau chỉ một năm á. Là ra trường 2018 à? Là em thua chỉ một tuổi đấy. Em hỏi anh thích nghe bài gì ấy? Chứ em hát nhạc tùm lum á, nhạc bolero, nhạc dân ca, nhạc trẻ. Chứ làm cô giáo ngon hơn hay không? Làm giáo viên là thực ra chính là nghe giáo viên nó thấp lương lắm anh. Học một năm liên thông lên thạc sĩ nữa. Da 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 da. Tôi thì thích lấy vợ thất nghiệp à. Chị học lên thạc sĩ là bởi vì chị không muốn làm giáo viên. Chị không thích làm giáo viên. Làm giáo viên vừa thấp lương mà lại vừa gò bỏ thời gian. Mà chị không hợp với làm những cái việc mà nó gò bỏ thời gian. Nên là chị học lên thạc sĩ, mục đích của chị là để vào nhà hát. Xin vào nhà hát làm. Nhưng mà bây giờ chị thấy khi nào thích đi thì xin vào. Lấy ai cũng được. Hello anh Tuấn nha. Hát bài nghe được không em ạ? À? Anh Long thích nghe bài gì ạ? Anh Tuấn đi live về cho anh. Lươn thị công.
Khi nào anh hết lương thì em sẽ gọi anh là công. Còn bây giờ em vẫn thấy anh lương, em sẽ gọi là lương thì công. Cảm ơn anh tìm niềm. Không, em sẽ gọi anh là anh Tuấn hơn, nghe nó thân mật hơn. Thôi đồ này mời đi chơi BK mà em không đi đâu. Nãy giờ chơi nhiều rồi, dành thời gian ở nhà nói chuyện với mọi người. Có học khoa nắn cột bể chưa em? Khoa học nắn cột bể là khoa gì anh? Em giờ mới nghe tên luôn á. Tùy theo em á, em hát tùm lum nhạc á, anh thích nghe nhạc gì? Nhạc trẻ, nhạc bo lồi ruồng, nhạc dân ca. Em còn chưa biết đi học là gì á? Em không được đi học nhưng mà em có thể tự học chữ, thế là giỏi rồi. Cần gì phải đi học nữa em? Biết chữ là được rồi, mục đích của em là Morning Hot. Ngày xưa ông ba mình có nhiều người đâu biết chữ đâu. Tại vì ngày xưa đâu có điều kiện để đi học đâu. Nên là bây giờ bảo là ông ba mình không biết chữ, chuyện bình thường. Như bà nội chị á, xưa nhà nội chị khó khăn, bà nội chị đâu biết chữ đâu. Nhà ngoài con đợi chứ nhà nội khó khăn đâu biết chữ đâu. Hello Việt Nam, don't lot of. Hello. Hello Harry. Harry, where are you from? Theo anh về xứ Nghệ hả? Anh Long ở đâu thế anh Long? Cần bao nhiêu năm để lòng bất nhân say hương. Khi chị học xong đại học ấy, chị cũng phân vân là không biết cô nên đi học lên thạc sĩ không. Mà học thạc sĩ thấy có một năm thôi. Bình thường học thạc sĩ là cũng lâu ấy, cũng lâu thôi, mất nhiều thời gian ấy. Nhưng mà tại vì hồi đấy trường chị nó có đợt liên thông giống như kiểu học gói gòn ấy. Học gói gòn từ chỉ cần học một năm thôi là lấy được, là có bằng thôi. Nên là chị đi học. Bằng về để đầy cũng đâu, cũng đâu không ảnh hưởng gì hết. Hello cứ cửa. American. Xe đạp ơi hả? Xe đạp ơi em thuộc. Cuối tuần này có quà gì cho anh này Mai ca? Sao tự nhiên kêu cuối tuần này em có quà gì cho anh là sao? Là ngày gì hả anh? Yêu là cưới sớm là bạn đã vào ngắm rồi. Không xinh bạn mới bác không vào ngắm chứ. Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người. Cất anh trong lòng tim của em, cất anh trong bao tân. Cảm ơn anh cơn mưa ngang qua. Sáng giờ thấy anh ở trong đúng mà không thấy anh nói gì. Anh người ở đâu về anh? Cơn mưa bay xa, cơn mưa rất là rất là. Hôm bữa ở trong live có anh bảo là em hát được bài cơn mưa ngắn quá là ông sẽ tặng quà mà sao em tập không được. Để em mở bài cơn mưa ngắn quá nghe đi. Cơn mưa ngắn quá. Chắc là anh thích nghe bài đấy đúng không? Thế anh để tên bài chắc là thích nghe bài đấy đúng không? Trời em hát bài đấy là mất công anh mê em luôn đấy. Cơn mưa mang tăng băng 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 băng. Bài nào anh cũng mê à? Lại anh ở đông đúng với em hả thắng rồi à? Phải là nói không mình bước qua niềm đau khiến về xa.
không khó hát theo lắm. Alo em cũng không hát được. Mấy bài nữa là để tạo trend thôi, để nghe trend thôi, chứ con hát theo mấy bài đấy còn khó. Tại vì nó ta là cứ mix lời trong nhau mà hát theo beat mình không thể nào mà hát kịp được. Đọc hả? Thôi, đã mất công hát tặng đi, tặng anh chứ không thể đọc. Thôi cũng hết nơi kết thật rồi. Nhà có ai đâu mà chơi. Người đẹp phải lỗi ích mà. Không có là mới chơi. Thì trên tập tỏ anh. Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tấm hồn em tươi mát xanh như bông lá bồng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường tung bay say như thế hệ cháu Bác Hồ. Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, chiếc nôi quê hương Việt Nam. Ngày xưa chị đi thi bài này được không? Bên anh đèn quê em đã thắp bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em. Đã mấy cuộc chia tay ra sao kỷ niệm. Người cầm bút, người cầm súng, người đi sau, còn nhớ ghi trong tim. Tiếng em nói, nhìn những bao bóng ý tưởng. Tiếng kêu hồn của lịch sử trong rừng nước. Em đi theo hạt giống đẹp, bao tâm hồn người. Tuổi trẻ của em là tương lai tổ quốc, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Ok rồi đấy, anh biết bài này à? Anh Minh biết bài này không? Đúng rồi, phải hát theo chủ đề. Giải nhất một cái iPad nha, mình lấy cái iPad về cho em nhá. Cho mình lấy cái iPad về cho em chơi chơi. Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tấm hồn em tươi mát xanh như bông lá bồng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp trời, em lên đường tung bay xa như thế hệ cháu Bác Hồ. Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Nhầm, đàn này vô tiền. Ok, hát mấy bài này chắc khó đi hết quá trời. Tình nói gì mà em quên mất à? Ngày xưa chị đi hát bài này á, chị tham gia một cái chương trình của chị đại diện chưa?
chị đại diện đi hát á, cái xong cái chị hát bài này á, cái may mắn được cái ông sở nội vụ thương á, quên thích chứ mày thương nhầm, thích kiểu thích nghe hát thôi, không phải là thích nghe hát bài này cũng thích dòng chị nữa. Cái xong ông tạo, ông gửi lại nhà trường tạo điều kiện cho chị vào trường dạy đấy, tạo điều kiện cho chị hợp đồng huyền á, hợp đồng huyền ở trường á. Hợp đồng kiểu hợp đồng rằng hợp đồng dài hạn á, kiểu vậy á. Thật ra là chị thấy ba chị hát bài này cũng không được hay lắm đâu, mà chắc là do kiểu chạm đến cảm xúc của ông hay sao. Đúng lúc cảm xúc người ta thích nghe bài thi bài này nào nè. Bài này thi bài này mà chị chưa thuộc nè. Mỹ Tâm nè. Mong manh như hương ai quên tìm về. Hello anh Khang. Nãy giờ anh đi đâu? Hai đi, đi mặt xa về đúng không? Mong manh như hương ai quên dịu dàng thoáng qua. Nãy mong manh như hương ai quên tình yêu em trao cho câu vòng khuyết sao đây nghe bao yêu thương lâu. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao. Hình ngâm mịt á, mất nguyên cả một buổi á. Chụp dây cắn. Yêu là gì vậy mọi người hả? Yêu tức là hờn hờn ghen ghen, dần dần nhớ nhớ nhung nhung. Vậy người ta gọi là yêu đó em. Yêu là điên, là say, là nhớ. Khi nào mà em thấy mà thấy một người mà ghen với một người nào đó, thấy người đó mà đi với một người khác hoặc là tình cảm với một người khác mà em ghen á, khi nào mà không thể nói chuyện với người đó em cảm thấy nhớ là khi đấy yêu ấy. Rồi một ngày đôi lúc nghĩ đến người ta đang làm gì đó là tương tư gọi là yêu ấy. Chụp hình nhìn nó trẻ trung, nhìn mày cuốn á. Em thích làm bộ áo dài, mặc dù là nó không cuốn, nó không kiểu sexy, nhưng nhìn nó dịu dàng đâm thẳng. Quên, cái hình này để lâu lắm rồi đấy. Cái hình avatar ở ngoài cửa ấy, để lâu lắm đấy. Sao mà anh để tên khó đọc thế? Renji Kyo Kyoya. Tiếng Nhật hả? Vui với nhau muôn đời, chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình, và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Em và anh mỗi người một nơi, ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy chia ly đôi đường. Yêu cho người, cho bao yêu thương đã trao giấc mơ đâu. Lương Gia Hùng lái nè. Lương Gia Hùng là của hát KT à? Đó có phải là đời của hát KT không ta? Lương Gia Hùng là ca sĩ à anh? Ca sĩ của hát KT phải không kem? Theo đôi nhóm, không phải á? Là ca sĩ khác á? Em thử mời nhá. Thử mời xem ông chấp nhận nhé.
ủ từ chối luôn. Vơi vơi, chiều mưa dài không bên đợi nhưng anh vẫn chờ em tới. Ngàn yêu thương sau cuối xin được là bầu trời em ơi. Yêu em không nghi ngơi, cả si tình chỉ cần thế thôi. Nhìn ngọn đèn mơ vơi tắt, mưa đang rơi trong mắt anh tình hình bóng của em. Mà dòng đời nhiều mong ước, bóng bên em sẽ mãi yên bình. Tuổi xuân đẹp như ánh trăng. Quá lâu chỉ tiếc anh luôn là người đến sau. Một cuộc tình anh vẫn cố sâu, giữ riêng anh nỗi sầu. Và gió đêm mây từ đâu đến đây mà khiến con tim mình đau đến vậy. Vì một người đã đến chiếm lấy những rung động về em. Nhìn bông lâu nghiêng sống như lòng mình còn nhiều trái vơi. Chiều mưa rơi không bên đợi nhưng anh vẫn chờ em tới. Ngàn yêu thương sau cuối xin được là bầu trời em ơi. Yêu em không nghi ngơi, cả si tình chỉ cần thế thôi. Nhìn ngọn đèn mơ vội tắt, mưa đang rơi trong mắt anh tìm hình bóng của em. Mà dòng đời nhiều mong ước, bóng bên anh sẽ mãi yên bình. Tuổi xuân đẹp như ánh trăng. Không, có ba em vẫn ra nhanh mà. Có ba em ra nhanh mà anh. Có mấy ba em ra trễ, có ba em vẫn ra theo trên nhanh mà. Em ra đầu tiên luôn ý. Như bài mật ngọt này, nếu có thương em nè. Với lại là chẳng hạn như Ngân thì nó dễ theo trend hơn, tại vì nó live một ngày có 3 tiếng. Còn bình thường em live sáng tối là buổi chiều đó, xoay xoay là đâu có thời gian nữa đâu. Đâu có thời gian làm, em cố gắng lắm đấy. Em cố gắng làm để theo đấy. Ngân nó live một ngày có 3 tiếng à, có thời gian theo trend. Mà đúng là nếu như theo YouTube á thì phải bước thời gian lại lại. YouTube làm phù thôi, làm vì đam mê mà. Cha da 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 da, cha da 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 da. Làm vì đam mê, sau này ra có cái để nhìn đó mà. Làm da đam bam bam. Ô, ai thế nhở? Ai mà để avatar đen chỉ chì vào room mình thế nhở? Ô, nờ cá nờ. Đừng nói vào hi em một cái là đi nghe nờ. Giống như hôm trước vào hi một cái xong đi luôn nghe nờ. Sao mà ở qua đêm trên đấy được? Thế đi một ngày về à? Đi một ngày về đuổi lắm. Vợ anh dẫn đi à? Có cả vợ anh dẫn đi nè. Thế thôi anh qua đây em mời anh về đây em mời gia đình anh đi ăn thôi. Chắc em chắc là em sẽ không đi Mana được. Tưởng đâu anh đi theo con của anh thì em có thể không có vợ anh thì em có thể dẫn anh đi chơi trên Mana, mà có vợ thì thôi. Phê em dẫn đi ăn. Đi ăn mì Quảng Ếch. Ở Đà Nẵng thì có mì Quảng Ếch nè. Rồi có gì nữa nhỉ? Mì Quảng Ếch. Cái trong mì Quảng Ếch nó nổi tiếng đấy. Bánh tráng cuốn thịt heo này. Rồi kiều hồng đưa đón lối thì nghe giọng giống Nghệ An thì em ở Hà Tĩnh không phải ở Nghệ An. Nơi thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đành lặng nhìn duyên lỡ nắng kia nỡ. Đưa vợ chồng anh đi ăn nào. Bánh tráng cuốn thịt heo hoặc là mì Quảng Ếch nhá. Châu câu ta mang tình mềm trốn đâu. Gọi cô nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từ chiều khi nào ra thì nhắn tin cho lá cho em nhá. Mai trông em về. Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Đò sang bên sông có nhớ đến bên này đợi mong. Hello gà. Anh Tuấn ở đâu vậy anh Tuấn? Em thấy anh Tuấn quen quen đi. À đâu phải nhìn avatar phải giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đây.
em ở Hà Tĩnh nhưng mà quê nhưng mà hiện tại thì đang sống ở Đà Nẵng. À là anh ở Thanh Hóa hả? Hello anh Trung 38. Anh Trung Đông Hương. Anh nhớ em thôi, chị đừng nghe ca nói. Chị tin anh. Anh Công với lại là anh ga là Trung thả thỉnh đúng em á chị. Cô nào mà nhẹ dạ cả tin là kiểu gì cũng bị dính bậy ai không đấy đấy. Ôm hết bao niềm đau cho cậu ta mang tìm em chốn nào. Gọi cô nhân sau vội quên đi bao câu. Em đổ ga. Em đổ ga mà thả thính. Em đổ ga mà thả thính mà làm cho em có thể rung động trước tình cảm của anh. Mọi người, ông thả thính em. Ông thả thính em nhưng mà ông vào gặp chị Hồng là Hồng ơi, anh nhớ em. Mà phải chia ra từng giờ nhá. Nhớ người nào là phải chia ra từng giờ, từng giờ, từng giờ một. Giờ này là nhớ chị Hồng, giờ kia là nhớ Misu, tí nữa giờ trưa chắc tâm trưa là khi nào ông kêu tên em là ông nhớ em đấy. Bạn này em sẽ đặt tên cho gà là gà, gà gọi là gà gì ta? Gà rải thính. Còn anh Công là lươn thì Công. Tà áo năm xưa còn đấy nhưng em đâu rồi. Mọi người ơi, cuối tháng này em đi thi bên cái quốc tế nhé mọi người. Cho em xin ý kiến được không? Cuối tháng này em đi xin thi mấy cái quốc tế được không? Ca cho em mượn mơ đi ca. Em làm gì trong... Em làm gì ở trong này hả? Nhà em ở trong này. Gọi cô nhân sau vội quên đi bao câu hứa câu thề. Trước đây em làm ở đây. Trước đây là em đi dạy ở đây. Đi học xong rồi đi làm ở trong này luôn. Xong rồi một thời gian nữa anh trai em lấy vợ ở trong này, cái ở trong này. Cái xong rồi gia đình em cũng chuyển vào trong này luôn. Đâu đi đâu thế nào? Bữa giờ anh đi được đâu rồi kể em nghe nào. Em từ bỏ ngoài miền Trung, chỉ cần vào đến sân bay Sài Gòn anh lo cho em đầy đủ. Từ đấy anh tạo niềm tin cho em trước được không? Chứ em sợ lỡ đâu tới sân bay Sài Gòn nọ, anh đưa em qua nước ngoài sao? Anh bán em sao? Nghiên thì nói thiệt đi nè. Trời, ga bị em mê hoặc rồi mọi người ơi. Xin thông báo với mọi người nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 8, lúc 10 giờ 51, ga chính thức bị Mai Ca mê hoặc bởi bài hát Em Yêu Anh. Vào một ngày. Trên này yêu ba người hả? Trừ em ra cái ga. Em chỉ có yêu duy nhất, hoặc là một là không có gì, hai là duy nhất thôi, chứ không có thứ ba, thứ bốn, thứ một, thứ hai nhá. Hello Grip. Em không thể ăn thừa được. Không. Không thể ăn thừa được. Em không ăn nhiều, em không ăn ít. Nhưng mà em ăn vừa đủ. Tìm em câu vị sông lam hả? Sống bài này nha anh. Cảm ơn anh Nam. Ga bữa nay mà cùng nhấp bóng ở ta. Trình độ dạo này đi xuống thế nhở? Không bữa khẽ lắm mà ta. Bữa nay đi trình độ đi xuống nhá. Một người đi chắc sẽ không quay trở lại. Một người mang nỗi đau suốt bao đêm dài.
chặt em và tay nắm tay vai em gầy. Đêm khuya lạnh lòng càng nhớ anh. Phải làm sao có thể quên đi kỷ niệm ngày bình yên có anh ở bên em đêm. Phải làm sao để gà không đi thả thính quanh TikTok. Thả thính rồi đêm khuya nằm một mình nhớ ai. Dòng đời nãy riêng em chơi vơi, phải vượt qua bao đêm đơn côi. Giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi, bởi vì gã vẫn cứ thả thính, nên là gã giờ đây không có ai, không có ai nằm ngủ cùng mình. Dù là em cứ nói thế, anh vẫn cứ đi thả thính quanh quanh TikTok, rồi tối về nằm ôm gối một mình. Vẫn chờ anh yêu anh người ơi, dẫu là thêm bao nhiêu thời gian em chờ mong. Em yêu anh. Em nghe chưa? Em nghe chưa vui? Em học ông già đi thả thính là tối về chỉ có nằm ngủ một ôm gối một mình thôi. Học ai chứ đừng có học ông già. Người ta thả thính thả một người đấy, giờ ông thả thính thả quanh TikTok làm sao mà có ai mà chịu nhỉ? Chịu theo ông à em? Phải làm sao có thể quên bao kỷ niệm ngày bình yên có anh ở bên em đêm. Em đề nghị anh đừng thả thính, vì thả thính như vậy không tốt. Anh muốn anh sau này ở một mình phải không? Dòng đời nãy riêng em chơi vơi, phải vượt qua bao đêm đơn côi. Giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi, bởi vì em yêu anh người ơi. Bởi còn đây bao nhiêu thời gian, chỉ bên anh em mới có thể tươi cười. Dù là anh hôm nay xa xôi, chỉ còn có em yêu anh thôi. Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi, vẫn chờ anh yêu anh người ơi. Dẫu là thêm bao nhiêu thời gian em chờ mãi, em yêu anh. Dòng đời nãy riêng em chơi vơi, phải vượt qua bao đêm đơn côi. Giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi, bởi vì em yêu anh người ơi. Bởi còn đây bao nhiêu buồn vui, chỉ bên anh em mới có thể tươi cười. Dù là anh hôm nay xa xôi, chỉ còn có em yêu anh thôi. Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi, vẫn chờ anh yêu anh người ơi. Dẫu là thêm bao nhiêu thời gian ta chờ mãi, ta yêu anh. Nghe chứ gà, lời bài hát cũng là lời em muốn nói với anh đấy. Hành động như vào bước thả thính lại. Là một ngày nào đó sẽ mà có một cô công chúa xuất hiện đứng trước mặt anh và nói rằng: gà ơi, I love you. Còn không anh cứ thả thính như vậy, tối bên năm ôm gối ngủ một mình đi. Tìm em có vị sông lam. Sông lam của anh Tuấn nè. Nhưng mà sông lam tới đoạn này hình như bị tắt tiếng rồi anh ơi. Chắc là em phải nghỉ một tí đã. Chứ tới đoạn sông lam bị tắt tiếng mất rồi. Nghỉ một tí cho nó lai xong cái đã, em mới hát được. Em đùa thôi, ngây thơ và trong sáng lắm. Những người mà kêu mình ngây thơ là không ngây thơ đấy em. Những người mà kêu mình là em cáo già lắm mới ngây thơ đó. Kiểu vậy ấy. Cảm ơn anh Minh à. Mai ca là thuộc của TikTok nghe anh Minh. Mai ca là không quá hết của TikTok thôi. Mai ca là thuộc của TikTok nghe anh Minh. Mai ca là không quá hết của TikTok thôi.
TikTok nó ngôi nhà của em là TikTok, mà TikTok nó mở cửa cho ai vào thì người đấy là của em. Hello anh Thanh Thảo ạ. À, anh Thanh Thảo hay là chị Thanh Thảo đấy? Đếm do tống bài này. Anh Hiếu, hello anh Hiếu ạ. Không cần lùng tuổi mở like nha. Thì anh Ga bảo là em không cần lùng nữa, làm gì cho cực em ạ. Đừng. Chỉ cần tuổi với mở like, Ga tặng cho em một cái TikTok thứ này phước. Một ngày em ở có một người nào đó nói với em rằng: Mai ca à, em đừng có làm nhiều nữa, để anh phụ nhiệm vụ cho em. Sướng nhỉ. Giống như Ga nói em đi xuống mọi người. Tự nhiên mình thấy hạnh phúc lấy luôn á. Nửa câu vì em thương, cô sẵn cô khoai môi chặt măng. Người ta chỉ nói là: Mai ca à, em mệt thì em đi nghỉ đi. Người ta chỉ toàn nói vậy thôi. Cô lái đò xưa nay tròn 18, bao năm tháng trôi qua bao người yêu trở lại. Người yêu cho em à? Anh nghĩ là có chứ. Anh nghĩ là em có người yêu chứ. Nhìn cái mặt mà của người có người yêu là kiểu nhìn là biết liền lắm mọi người. Những người mà yêu kiểu nhìn họ kiểu nhìn mặt kiểu yếu đời lắm mọi người, kiểu vậy ấy. Tại vì yếu mà, yếu là khi nào cảm giác mình thấy yếu đời ấy. Có rồi hả? Xin chữ buồn cùng anh, tại vì đáp án của anh chưa chính xác. Em chỉ có người yêu nhưng em có chồng 5 con rồi. Có đại gia chồng lưng á. Có đại gia chồng lưng mới lái như này anh. Mà kể cả có đại gia chồng lưng nó cũng phải lái chứ. Tiền là tiền, tiền là tiền của đại gia, đâu phải tiền của mình. Anh đã bao giờ nghe câu là tiền của mình mới là tiền của mình chưa? Còn tiền đại gia là của đại và của gia. Tiền của mình mới là tiền mình. Em cảm ơn anh cả. Tính ra em đang cố gắng làm để sau này em không có đại gia chồng lưng đấy. Tại vì em sợ là nếu như mai một nào đó mà em lấy một người đại gia đi, lúc đầu họ chống lưng cho em, sau này họ cũng chống lưng cho em nữa rồi làm sao? Lúc đấy em làm sao? Bởi thế nên em phải làm chứ. Lúc đấy em chạy về nhà mẹ, em bảo là: Mẹ ơi, đại gia không nuôi con nữa. Lúc đấy chắc mẹ em bảo là: Ái biểu, con tham giàu thì con chịu. Mình lương trước rồi, mình lương trước cái điều đấy rồi, nên là mình không thể nào mà để cho người khác có thể mình tìm một người đỡ đần cho mình thôi, chứ mình không thể để cho một người chống lưng cho mình hết được. Tại vì người ta chống nhiều lúc thì người ta cũng sẽ bị cong lưng thôi. Em biết nấu ăn à? Trời, em biết nấu ăn anh. Nhưng mà nói chung là em biết nấu những món giống như là luộc rau này, chiên trứng này. Nói chung em cũng khá đảm đáng á. Luộc rau, chiên trứng, rồi nói chung là món gì em cũng đa số là món luộc và món xào hết anh. Em đang muốn chiên à, xào với luộc với chiên, mà luộc rồi chính. Ok, vui em, chúc em ăn ngon miệng. Bum 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 bum. Em biết luộc gạo không à? Luộc gạo là chuyện bình thường, nhiều lúc em bỏ nồi cơm vào trong nồi điện em còn quên ấn cả nút kìa anh. Lùm ở bên được ngoài á? Ga đi lùm xu à? Mai một ga chị Hồng với em hay là Mi Su lấy chồng á?
Ví dụ như mà chồng hoặc là người yêu mà. Người yêu thì không thể nào mà đi làm về đưa tiền cho mình được. Nhưng vì chồng mà đi làm mà đưa tiền về cho mình á, là chồng yêu mình. Còn chồng không đưa tiền về cho mình là chồng yêu mình. Cha ra 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 ra. Chú ơi. Em cứ bị mê theo kiểu đấy thôi. Mẹ em nghĩ là chắc chắn là con gái nhiều người họ sẽ mê theo kiểu vậy. Nhưng mà mình em trong băng kiểu nói được là làm được. Rồi kiểu hành động nhiều hơn nói kiểu vậy. Đúng. Hello anh Joker. Anh Đoàn ơi, có mượn khai em về không anh Đoàn ơi? Anh không nói thì ai cũng biết mà anh Đoàn. Khai em là cô giáo, Mai Ca là cô giáo đây. Có mỗi câu này mà ông cứ comment đi comment lại thôi. Đó là những người thật thương thật tình à? À, anh bị ẩn comment. Nhiều khi họ thương mình thật lòng mà họ không nói ra. Tại vì đôi khi người ta nói ra, người ta nghe xong có. Anh trở về tìm lại đó xưa. Hoặc là mọi người cho em một tí nhá. Cho em một phút đi ha. Em xuống bút bình được, em hát được quá. Em hát em không có được, em chết được. Kiểu gì à? Hai. Bây giờ chỉ cần đặt nước ở trên app nó tới tận nơi luôn á. Chứ anh thích uống nước gì em đặt cho anh nè. Chứ anh thích uống nước gì em đặt cho anh. Anh ở trong Sài Gòn, anh ở chỗ nào em uống xịt nước đến được. Tuyệt vời quá Mai Ca ơi. Cảm ơn anh Quốc Huy ạ. Địa chỉ như này làm sao đọc được, đọc trên đây là bị rồi đấy, bị bỏ tương tác đấy. Bị sập chứ. Sự công báo lo bình minh vùng ngang, cây trên đó hoa trên lá đều ngang. Mọi người thích nghe bài gì nữa không? Mọi người thích nghe nhạc gì? Nhạc bolero hay nhạc trẻ hay nhạc dân ca? Ưu tiên mọi người mới có đúng nhé. Giờ này em ở nhà hát cho mọi người nghe. Bố lên rố mà giả hả? Em không giả mà em mà. Em bê nó được không? Em bê được không? Bố lên rố trước đi ha. Hát bolero trước cái bài tới bài lời hẹn trong lắm vòng quanh xử nghĩ em chứ thua. Mọi người hứa với em là hát bolero mọi người không được ngủ nha. Không được ngủ nha. Xót xa. Múc liền.
mặt mà anh làm giống như kiểu đi quỳnh chặt nha anh. Hẳn là cả một nghệ thuật đấy. Làm gì giống như đi đánh giặc vậy. Đôi khi sao mà nó giật thế nhở? Sao mà nó giật thế? Không biết là anh có thích nghe bài gì không? Em hát tặng anh bài. Ok thắng. Nhưng mà bài Dặm Trường Tương Tư chỉ chưa thuộc. Bữa giờ bận thời gian tập hát nên là không có thời gian để tập mấy cái bài mà người yêu cầu. Bận thời gian tập hát để thi á, tới về em thi nè. Bài này hay nè. Bài này hay. Bài này tiếng mới ra hay nè. À, tối về em thi, vậy tối mai cùng thi nữa. Một tuần về tập 6 bài. Một tuần tập 6 bài mới. Nên là chưa có thời gian tập mấy bài mà người yêu cầu. Đâu rồi? Hỏi rằng vì sao núi kia trả lời đã kia. Bài này hay nhỉ? Muốn gì giống sống. Ngày mai em đi lấy chồng á. Bài ca lỡ hẹn với sông lắm à? Ok, con này có anh yêu con á. Hello anh Giang Lý á. Hôm nay anh kia yêu cầu trước. Mai lời hẹn với Giang Lam. Xong rồi tới 3 ngày mai em lấy chồng nhá. Hai bài này em có đăng lên kênh YouTube của em rồi. Nhưng mà buổi trưa hát nhạc này mọi người ngủ rồi. Em chỉ sợ em hát nhạc này cho mọi người ngủ, mình em chơi mình thôi. Giấc mơ trưa hả? Em nằm em mơ một thời trong veo một thời nghiêng nghiêng. Đúng rồi, hát bài dân ta hả? À? À, anh ở đâu vậy? Anh ở đâu mà kêu là dân ta? Dân ta thì chắc là người Hà Tĩnh Nghệ An đúng không? Cha da 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 da. Chiều bạc lặng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dải xanh như ngọc, vơi vơi mắt ai buồn tai tê. Xa xa mây phủ non hồng lĩnh. Phải sang sông đến xuyên ca đi lấy chồng, đôi mắt người thương nghiêng vẫn non, dần hơn chi rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bên đó anh về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mái treo buông. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về rung em còn mối cay nịnh. Nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh sông trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lửa bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Em nhớ là anh Tình có vào room em mấy lần mà anh Tình có biết tiếng Việt mà ta. Và hôm nay có mình toàn tiếng Anh thế. Có đăng lên kênh á mọi người, cả nhà gọi là lời hẹn với dòng Lam Mai ca. Nó sẽ hiện ra video của em. Mây chiều bạc lặng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dải xanh như ngọc, vơi vơi mắt ai buồn tai tê. Xa xa
phủ non hồng lên. Phải sang sông đến duyên ca đi lấy chồng, đôi mắt người thương nghiêng vành nón dần hơn chi rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải mở. Anh xuống bến đò anh về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mái treo buông. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cảm ơn anh nghe nhạc nào á. Anh nghỉ một tí đã. Nghỉ một tí nói chuyện với mọi người chứ. Giọng em hơi khàn rồi. Giọng nghe nó bị khàn rồi, mọi người nghe em bị khàn không? Em không hiểu sao bài này em thấy mọi người hay yêu cầu em hát lắm. Mà thấy mọi người cũng thích em hát, em đăng video lên á. Em đăng video lên á, nó được ít view ấy. Chết cha rồi, giọng khàn mất rồi. Khàn mất rồi. Được có được 1-8 view, em đăng gần 1 năm mà được 1-8 view. Kiểu này là mọi người không lên đẩy cái view cho em rồi. Này thập view nhất luôn ạ. Giọng em khan mất rồi. Như vịt đực ơi. Em nghỉ một tí nói chuyện với mọi người. Cho lại giọng ấy ạ. Hạt liên tục ơn nó bị khan giọng ấy. Hạt nhẹp đâu. Hạt thiệt mà. Trời ơi. Em hạt cho khan cả giọng như thế này mà anh kêu em hạt nhẹp ạ. À? Nhẹp làm sao mà khan giọng được. Em đi chơi với cây một tỷ nhá, nghỉ một tỷ ra về hạt tiếp nhá mọi người. Mọi người ở lại nhấp tay cho mình nhá. Một ngàn năm ta mới về chung lối, nên người ở...